đến hãng Casio, người ta thường nghĩ đến máy tính điện tử, vốn là thiết bị không thể thiếu với lứa tuổi học sinh. Số khác lại nghĩ đến mẫu đồng hồ G-Shock với độ bền được ví như là nồi đồng của đá. Đây cũng chính là hai dòng sản phẩm chủ đạo tạo nên thương hiệu Casio. Tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử Casio sẽ thấy rõ một điều rằng hãng này còn phát triển nhiều lĩnh vực khác như là dụng cụ âm nhạc, camera. Dù là lĩnh vực nào, Casio luôn đưa chất lượng lên hàng đầu. Những sản phẩm của hãng đều xuất phát từ tinh thần lao động nghiêm túc, cùng với đó là trái tim nóng, tràn đầy đam mê và kỷ luật. Được sáng lập từ 4 anh em trong một gia đình, Tadao Casio sinh ngày 26 tháng 11 năm 1977 tại Kochi, Nhật Bản. Cùng với ba người anh em trai của mình là Toshio, Kazuo và Yukio, Tadao chính là người bắt đầu cho câu chuyện của Casio sau này. Ông lớn lên trong một gia đình nông dân và rất thích sáng tạo. Trước khi bắt đầu sản xuất máy tính, Tadao đã xuất thân là một kỹ sư chuyên nghiệp và làm việc cho công ty sản xuất các bộ phận của máy bay. Năm 1946, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Tadao và cha của ông là Shigeru đã thành lập Casio Seisakucho. Sản phẩm chủ yếu của công ty là ống Yubiwa, một nhẫn đeo ở ngón tay có thể giữ một điếu thuốc lá. Đây là một sản phẩm rất hữu ích sau chiến tranh thế giới thứ hai, bởi lúc bấy giờ thì thuốc lá được xem là thứ vô cùng giá trị tại Nhật Bản. Khi tham gia hội chợ thương mại Tokyo vào năm 1949, Tadao được chiêm ngưỡng những sản phẩm thế hệ máy tính đầu tiên của thế giới. Từ đây ông bắt đầu ấp ủ niềm đam mê với ngành điện tử. Nhờ vào lợi nhuận kinh doanh Yubiwa, ông quyết định chuyển ngành. Năm 1957, cái tên Casio Computers được ra đời dưới sự lãnh đạo của Tadao và những người anh em của ông. Tên thương hiệu bắt nguồn từ họ Casio, khi viết bằng tiếng Anh từ Casio được thay đổi thành Casio như ngày nay. Máy tính điện tử Casio. Trong giai đoạn đầu, hãng Casio được biết đến như một huyền thoại về máy tính điện tử, bởi phần lớn máy tính thời đó hoạt động bằng cách sử dụng bánh răng truyền động. Chúng được vận hành với một tay quay hoặc một động cơ. Với kiến thức về điện tử của mình, Tadao Casio đã nghĩ ra cách tạo ra một máy tính sử dụng solenoid. Thế là chiếc máy tính cơ điện tử đầu tiên của Nhật ra đời năm 1954. Nó có kích cỡ bằng một cái bàn làm việc. 3 năm sau, Casio ra mắt một thiết bị mới mang tên là 14A. Sự xuất hiện của sản phẩm này đã mang đến cuộc cách mạng cho ngành máy tính điện tử. 14A sử dụng 342 rơ le điện, giúp giải các bài toán cộng trừ nhân chia lên tới 14 chữ số. Trong tháng 9 1965, hãng tiếp tục cho ra mắt máy tính 001. Đây là chiếc máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới có bộ nhớ. Năm sau đó, Casio đã bắt đầu xuất khẩu máy 001 sang Hoa Kỳ và châu Âu. Bước khởi đầu này đã đưa nó trở thành nhà sản xuất cho thị trường toàn cầu. Máy tính Casio được chào đón nồng nhiệt trên khắp thế giới. Sau 4 năm xuất hiện, tổng mức sản xuất đã đạt mốc 100.000 chiếc. Nửa sau những năm 1960, số lượng các nhà sản xuất mới gia nhập thị trường máy tính đã tăng vọt. Vào thời kỳ đỉnh điểm, đã có hơn 50 nhà sản xuất cạnh tranh và cụm từ cuộc chiến máy tính đã ra đời. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ bó hẹp trong thị trường máy tính văn phòng. Thấy được sự giới hạn của thị trường, Casio đã đi trước một bước. Tháng 8 năm 1972, hãng đã cho ra đời dòng máy Casio Mini. Sản phẩm được bán với mức giá mang tính cách mạng khi đó chỉ 12.800 yên, một mức giá cực kỳ phải chăng, và cũng vì thế mà Casio Mini đạt được thành công lớn khi bán được 1 triệu chiếc trong 10 tháng. Với mức độ phổ biến rộng lớn của Casio Mini, doanh số bán hàng tích lũy của Casio đã đạt mốc 1 triệu chiếc vào năm 1972 và tăng vọt lên 2 triệu chiếc vào năm sau đó. Doanh số bán máy tính trên toàn cầu của Casio đạt 10 triệu chiếc vào năm 1974. Đây là một bước ngoặt. Và kể từ bước ngoặt này, cuộc cạnh tranh về giá giữa các nhà sản xuất máy tính đã đạt đến đỉnh điểm. Cùng với một công ty ra đời thì có một công ty khác rút khỏi thị trường. Tiếp đó, thị trường chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt trong việc phát triển các sản phẩm nhỏ hơn và mỏng hơn. Ở cuộc chiến mới, Casio lại tiếp tục dẫn đầu khi ra mắt SL800 vào năm 1983. Sản phẩm chỉ dài 0,8mm, tương đương với một chiếc thẻ tín dụng. Kiểu máy SL800 này đã đặt một dấu chấm hết cho cuộc đua nhỏ hơn và mỏng hơn. Sau khi đạt được thành tựu lớn về độ mỏng với SL800, Casio bắt đầu tập trung vào tính năng của sản phẩm. Năm 1985, hãng ra mắt FX7000G.
Đây là máy tính khoa học đầu tiên tích hợp chức năng vẽ đồ thị. Tiếp đến, vào năm 2004, Casio phát triển máy tính khoa học có khả năng hiển thị phân số, căn bậc 2 và các ký hiệu khác giống như chúng được hiển thị trong sách giáo khoa. Casio vẫn tiếp tục sản xuất ra các sản phẩm cải tiến cho đến tận ngày nay. Tính tới cuối tháng 12 năm 2006, hãng đã bán được 1 tỷ máy tính điện tử. Gia nhập thị trường đồng hồ. Bên cạnh lĩnh vực máy tính, Casio còn nổi danh với những chiếc đồng hồ. Hãng chính thức tham gia vào thị trường đồng hồ từ năm 1974 với dòng đồng hồ đầu tiên của họ là Casio Tron. Và kể từ đó thì những chiếc đồng hồ Casio dần dần đi theo sự phát triển của thế giới đồng hồ. Ngay từ khi bắt đầu, chiếc đồng hồ Casio đã được thiết kế theo ý tưởng, sản phẩm không chỉ đơn giản hiển thị thời gian. Một chiếc đồng hồ phải cho bạn biết nhiều thông tin hơn thế, như ngày trong tháng, thứ trong tuần, buổi sáng, buổi chiều, thời gian ở nhiều múi giờ, la bàn, đo độ cao. Một vài mẫu đồng hồ Casio còn được trang bị nhiệt kế, cho biết nhiệt độ xung quanh. Ngoài ra còn có đồng hồ được trang bị từ điển. Một số đồng hồ được tích hợp bộ nhớ giúp lưu trữ thông tin điện thoại, email, lịch làm việc cá nhân. Năm 1980, Casio cho ra đời dòng đồng hồ tích hợp với máy tính. Và cũng trong thời gian này, Casio là một trong những nhà sản xuất sớm nhất của đồng hồ thạch anh. Đồng hồ thạch anh là loại đồng hồ với cơ chế điều động bằng một tinh thể thạch anh. Khi pin đồng hồ tạo một điện trường, tinh thể thạch anh dao động, IC sẽ điều khiển để tạo cho hệ thống bánh răng chuyển động theo một chu kỳ nhất định. Về cơ bản, đồng hồ thạch anh chạy chính xác hơn đồng hồ cơ. Tuy nhiên hiện nay công nghệ sản xuất đồng hồ cơ ngày càng được nâng cao và cả hai kiểu đồng hồ đã đạt được độ chính xác gần như là bằng nhau. Chỉ có một điểm khác nhỏ là đồng hồ thạch anh thường ít khi chạy sai số. Ngoài ra thì đồng hồ thạch anh cũng được đánh giá chống nước và chống sốc tốt hơn đồng hồ cơ. Nhược điểm lớn nhất của loại đồng hồ này đó là rất khó sửa. Nguồn gốc ra đời của những chiếc G-Shock bắt đầu vào năm 1981 từ ý tưởng của kỹ sư Kikuo Ibe. Ông mong muốn chế tạo ra một chiếc đồng hồ không bị hư hỏng ngay cả khi bị rơi. Và cái tên G-Shock cũng xuất phát từ mục tiêu này, chịu được cú sốc do trọng lực gây ra. Ibe và nhóm kỹ sư của ông đã đặt ra 3 tiêu chuẩn thiết kế được gọi là 3x10. Đó là một chiếc đồng hồ chịu được áp suất của độ rơi 10m, áp suất nước là 10 ATM và phải có tuổi thọ pin là 10 năm. Phải mất hơn 2 năm thử nghiệm và thả rơi 200 mẫu đồng hồ, nhóm kỹ sư này mới cho ra đời thành công chiếc đồng hồ có cấu trúc bền vững để đáp ứng được 3 tiêu chí kể trên. Chiếc G-Shock đầu tiên ra đời từ đó với ký hiệu là DW5000C. Năm 1984, sau đoạn quảng cáo một người chơi khúc côn cầu sử dụng đồng hồ G-Shock DW5200C trên sóng truyền hình của Bắc Mỹ, chiếc đồng hồ này nhanh chóng trở nên phổ biến đối với những người thường xuyên hoạt động ngoài trời như lính cứu hỏa và cảnh sát. Không lâu sau đó, DW5200C tiếp tục được phổ biến khi trở thành trào lưu đối với người chơi trượt ván ở bờ biển phía Tây của nước Mỹ và dân nhảy hip hop chuyên nghiệp ở bờ biển phía Đông. Thành công của G-Shock ở Mỹ đã giúp cho nó bùng nổ tại quê hương Nhật Bản. Điều đáng ngạc nhiên chính là vào thời điểm bấy giờ, người trẻ Nhật phải nhập khẩu những chiếc G-Shock từ phương Tây để bắt kịp xu hướng này. Về cơ bản thì G-Shock mở đầu những tín hiệu đáng mong đợi cho ngành đồng hồ kỹ thuật số. Và kể từ đó, những chiếc Casio G-Shock dần đã trở nên tuyệt vời hơn khi ra mắt phiên bản giới hạn với các nghệ sĩ và nhà thiết kế trang phục đường phố như Takashi Murakami, Maison Martin, Margiela, Stussy. Sau thành công của dòng đồng hồ G-Shock dành cho nam năm 1994, Casio đã cho ra đời dòng đồng hồ Baby G dành cho nữ. Baby G cũng được thiết kế với phong cách, kiểu dáng cá tính như là G-Shock, nhưng mà kích thước nhỏ hơn và màu sắc thì tươi mới hơn. Những năm 1990, thế giới được dịp chứng kiến sự phát triển của diện mạo của G-Shock khi mẫu lặn Frogman đầu tiên có khả năng chống nước độ sâu 200m được giới thiệu vào năm 1993. Tiếp đó là màn chào sân ấn tượng của dòng MRG, vỏ kim loại cao cấp hơn, xuất hiện lần đầu vào năm 1996. Năm 1997, sau khi chứng kiến sự sụt giảm doanh số, công ty ngừng chiến lược phát triển thời trang mà trở lại tập trung phát triển về khả năng chống sốc và các tác động khác, cùng với những công nghệ mới được ứng dụng. Các thiết kế G-Shock mới bắt đầu phát triển về chức năng và hiệu suất, tiêu biểu như GW300 ra mắt năm 2002 được trang bị các công nghệ điều khiển bằng năng lượng mặt trời và GW9200 ra mắt 2008 có thể nhận được tín hiệu vô tuyến hiệu chuẩn thời gian từ 6 trạm trên toàn thế giới.
Những năm 2000, Casio cho ra đời Tough Movement. Đây là chiếc đồng hồ điều khiển bằng năng lượng mặt trời. Tháng 5 năm 2017, Casio đã phát hành GPW-2000 Gravity Master, có khả năng nhận tín hiệu hiệu chỉnh thời gian của sóng vô tuyến và vệ tinh GPS, đồng thời kết nối với máy đo thời gian bằng cách ghép nối với điện thoại thông minh. Casio không chỉ có đồng hồ và máy tính điện tử. Thời gian cứ dần trôi qua, trong khi hãng đồng hồ Casio đã phát triển và nổi tiếng trên toàn thế giới, thì người sáng lập Tadao tuổi cũng đã khá già. Vào năm 1988, ông từ chức tại tập đoàn để nghỉ hưu, an hưởng tuổi già. Ông để lại công ty cho ba người anh em trai của mình. Năm 1993, Tadao qua đời để lại niềm tiếc nuối cho toàn tập đoàn. Casio nổi tiếng với những sản phẩm máy tính và đồng hồ. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là Casio chỉ phát triển hai lĩnh vực này. Casio đạt được vị trí hàng đầu thế giới về công nghệ sản xuất TV bỏ túi và máy đánh chữ trên thị trường Nhật. Hãng cũng đã cho ra mắt camera kỹ thuật số và máy tính xách tay hiệu Casio Pia. Khi khoa học thế giới phát triển, Casio cũng nhanh chóng nhập cuộc khi giới thiệu chiếc camera kỹ thuật số đầu tiên QV10 tới khách hàng của mình. Song song đó, hãng cũng tham gia vào thị trường điện thoại di động vào năm 2000 với chiếc di động chống sốc và chịu nước C303CA. Ngoài ra, Casio còn là một trong những thương hiệu nhạc cụ hàng đầu. Sản phẩm đầu tiên của Casio về lĩnh vực này đó là bàn phím điện tử Casio Tone 201. Sau đó thì Casio mở rộng dòng sản phẩm của mình với cây đàn piano điện tử đầu tiên vào năm 1986 và Senpiano, một đàn piano kỹ thuật số thực âm trong năm 1991. Trong năm 2019, hãng Casio đã có nhiều bước tiến mới về sản xuất nhạc cụ điện tử, đặc biệt là các dòng đàn organ Casio và đàn piano điện cho người mới học. Trong năm này, hãng đã cho ra đời nhiều dòng đàn organ Casio Tone như là Casio Tone CTS-100, Casio Tone CTS-200, Casio Tone LKS-250. Những thiết kế này dựa trên những thành công từ mẫu Casio Tone 201 trước đó. Việc cho ra đời một sản phẩm mới dựa trên sự thừa kế những tinh hoa từ sản phẩm cũ cho thấy mục đích sâu xa của hãng. Không chỉ thành công về thiết kế của các dòng đàn organ, keyboard, mà hãng Casio còn đánh dấu tên tuổi bởi các thiết kế piano điện Previa Casio PX-S1000, Casio PX-S3000, Casio CDP-S100, Casio CDP-S150, Casio CDP-S350 ra đời và mang đến cho người chơi một cái nhìn hoàn toàn mới về piano điện. Tất cả những sản phẩm này có đặc điểm chung là thiết kế thì siêu mỏng và nhỏ gọn, cho nên bạn có thể bố trí nó bất kỳ đâu trong ngôi nhà. Đó có thể là phòng ngủ trên một chiếc bàn hay là ghế sofa tùy ý. Đặc biệt chúng có thể sử dụng pin nên là cực kỳ tiện lợi khi bạn mang ra ngoài. Ngày nay sản phẩm Casio xuất hiện rộng khắp từ những đường cao tốc đến các trung tâm mua sắm. Các loại đồng hồ, máy tính, máy camera, đàn piano được bày bán từ những nhà bán lẻ lớn đến các cửa hàng, nhà ga, tiệm nữ trang hay tiệm chụp ảnh, tiệm nhạc cụ. Với đà phát triển như hiện tại, có lẽ trong tương lai, Casio sẽ ngày càng bành trướng hơn nữa. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.